có cái lỗi đó là mình dùng tay mình phát hiện. Mình phải lọc hết tất cả những cái đó. Công việc này vừa nặng nhọc vừa đòi hỏi sự khéo léo. Đấy. Đây cô nghệ nhân là cô đang bỏ những cái lõi ở trong đi. Qua quá trình nhào nặn thì cô phát hiện ra những cái lõi đó và cô vứt đi. Nếu sót những lõi thì nó sẽ nặn cái sản phẩm ra và lúc mình nung là nó bị nứt. Mình không có nung cái đó nó nổ ra hết. Nó nổ ra hết. Thế ra sản phẩm là sẽ bị hư. Anh ở đâu? Ở Sài Gòn chị. Quê thì quê ngoài Trung, ngoài Quảng Trị, nhưng mà bây giờ sinh sống ở Sài Gòn. Nó khô thì mình nhúng nước lại. Mình nhúng nước để thêm nước vào để nhồi. Nhào nặn bằng tay hết, ngay cả khâu nhào nặn cũng bằng tay. Cái gì cũng bằng tay bằng chân. Bằng tay bằng chân hết chứ không dùng máy móc. Đấy, bên kia là những cái đống đất mà cô đã nhào nặn xong rồi đấy. Thuộc dạng rồi mình có thể gọi đó là đất nó tinh khiết rồi đấy. Tinh chất để có thể làm ra sản phẩm này đấy. Nào cũng có người quay phim đó hết đất này. Dạ. Mà quay phim họ quảng bá cho cái cơ sở, cái làng nghề của mình thì hay. Dạ. Dạ. Cái này nổi tiếng mà, nổi tiếng toàn thế giới mà. Này vì mình làm bằng tay đó, mấy người thì làm bằng tay, làm bằng máy không có được. Dạ. Đắt này nó đắt mặt nữa. Dạ. Đắt như tài thiên ấy. À. Đâu phải đấy, đắt này mà mình lấy mình làm được đâu. Thì đắt có chỗ. Đấy, nó phối hợp giữa thiên thời, tức là phải có những cái vùng đất, có những cái loài đất. Như cái mỏ đất như vậy thì mình mới khai thác được đất này. Mỏ đất này dùng dầu mà dầu á. Dạ. Giống như mỏ dầu ở bên vùng Vịnh đấy. Không có ai có đâu, chỉ là đất bờ đây mới có, không có ở đâu mà có đất này. Ngồi bóng dánh luôn. Đấy. Rồi là phối hợp với khi mà có đất tốt rồi thì mình phải phối hợp với cái tài hoa của con người. Mới tạo ra cái sản phẩm hoàn hảo như thế này. Chứ chỉ có đất tốt không thì cũng không giải quyết được vấn đề. Làm cái gì vậy? Vừa phải khéo tay và vừa phải có sức khỏe thì mới làm được. Chứ khéo tay không thì cũng không làm được nếu như không có sức khỏe. Bởi vì một ngày mà đi vòng về quanh cái bình về để nằm thì cũng mất cả 9 cây số, 10 cây số. Chưa kể là đi vòng về có thể là chóng mặt. Rất nặng, một công việc rất nặng này. Và công việc ở đây thì chủ yếu là được những người phụ nữ thực hiện. Hoa văn, điêu khắc hoa văn là phụ nữ hay đàn ông? Phụ nữ luôn. Tường là đàn ông. Tường là đàn ông. Dưới trong đây luôn nha con, đừng dưới đó, cái con lát con đạp lại nó dơ. Dưới trong đây luôn nè. Đó, dưới vô. Đấy, nói chung là hầu hết công đoàn đều phụ nữ làm. Đàn ông chỉ làm tường thôi. Đàn ông là thứ yếu. Phụ nữ là quan trọng nhất. Mẹ em cũng làm công. Mời các bạn đến làng gốm Bảo Trúc ở Ninh Thuận để có những cái trải nghiệm, có những cái quan sát rất thú vị về cái
quá trình làm nên những cái sản phẩm gốm nổi tiếng của người Chăm ở đây, của những phụ nữ Chăm ở đây.